Bà lão này không cầm được nước mắt khi suốt 2 tháng nay thiếu thốn nước ngọt để uống. Các con ở đâu chứ sợ mà về xuống tới đây tội nghiệp hả tụi con? Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Khi gặp chiếc xe ba gác chở miễn phí của chứng minh cô đơn, bà đã không cầm được nước mắt. Dạ, khổ lắm con ơi. Hiện tại thì các kênh rạch đã bị cạn nước. Cuộc sống của người dân ở vùng hạn mặn suốt nhiều tháng qua bị xáo trộn. Và đây là một phần thực tế. Khi mà những chiếc xe chở nước ngọt đến thì bà con háo hức, thậm chí có người bỏ bữa hoặc là bỏ hết mọi thứ để chạy ra đón nhận. Là đông người không? Dạ. Nhà mình đông người không? Dạ, có 3 người à. Dạ. Không có con. Dạ. Này về uống ha. Này để uống. Dạ. Hôm nay là ngày thứ 10 chú Minh hỗ trợ nước cho bà con ở cái vùng hạn mặn ở Tiền Giang á. Và xuyên suốt 10 ngày qua thì chú thấy là cái sức nóng ở đây nó có giảm bớt không? Khi mà nhu cầu cần nước nó có giảm được cái dòng mà. Hoài là nước đầy luôn, dòng trong ta không có, rất từ can từ can. Có nghĩa là ở phía các điểm tập trung, các cái xe bồn lớn thì người ta có nước? Rất là nhiều. Là dòng trong ta không có, mấy bà già xin từ cái cánh. Ngày hôm trước tụi con đi theo chú Minh á, khoảng 3 chuyến xe thôi tụi con thấy đuối rồi, không đủ sức. Thì trung bình mỗi ngày chúng mình đi vận tải nước cho mọi người là khoảng mấy chuyến? Nếu đi đường xa là 7 chuyến, trung bình là 7 chuyến. Trung bình 6 chuyến, chạy chuyến là đi vô trong trường xa không á. Là bữa đầu tiên là tôi đi là 6 chuyến, 7 chuyến. Khi 9 sao thì 8 chuyến, ngày hôm qua là không có đã mặt tôi đây. Ngày hôm qua không mặt đây. Có một cái điều nữa là gần như là chúng mình chạy xe dọc cái... Tay cục máy mới rồi đó, tay bữa hổm dần. Đây, xin giới thiệu với mọi người, đây là một cái hệ thống máy 7 triệu rưỡi bữa đưa vô cho phong chuyển tài phản. Sau khi cô chú anh chị hỗ trợ một cái phần chi phí nhỏ cho chú thì chú Minh đã lật đật là đi mua chiếc xe, một cái bộ máy mới cho cái xe ba gác của mình để hỗ trợ nước cho bà con. Còn cái máy cũ thì chú Minh trai à? Cho chú với ba gác kia, cho ba đứa con tội nghiệp ở dưới, tội nghiệp chú. Tôi cho chú 1 triệu nữa kìa để mua gạo tạo ăn. Ở tiền đâu mà chú Minh trang trải đổ xăng? Đó, bữa không còn á, bữa không còn được 2 triệu mấy á, là bữa Phong đưa tôi 2 triệu mấy đó. Tôi cho chú 1 triệu mua gạo. Dạ. Thấy tội lắm chứ, bà gác cái tàn ở trơn là tội lắm. Trong xuyên suốt hơn 10 ngày chú cho nước bà con ở đây á, thì cái điều gì mà chú thấy ấn tượng nhất? Ấn tượng là mấy cô già, mấy chú già, mấy bà già tội nhất. Là mấy người đặc quyền như cái chú, cái cô một tim nè, một tim bị mổ mắt nè. Rồi cái chú mắt mù nè. Thấy tội, tại vì thấy chú một giác một canh nước là thấy tội rồi. Bây giờ là mới 7 giờ rưỡi sáng thôi. Là đi 3 chuyến rồi. Được 3 chuyến rồi. Chuyến thì chuyến 3. Ai cũng biết chú Minh cô đơn hết à. Bây giờ chú cháu mình chạy qua kia chợ nước rồi, sẵn tiện ghế tập hóa đặt người ta ít nước suối nha. Đúng rồi. Dạ. Mình cho người dân chứ giờ mình nước bồn giờ phí quá rồi. Chị có mối đại lý chị đặt chứ? Cô đặt trước ngày mai. Mỗi ngộ hai lóc vậy thôi. Hai lóc bao lít vậy nè. Đúng rồi, lít đó, cho lít đó. Tại vì em đặt chỗ khác thì xe tải vô nó cực, cô đặt gửi tạm vậy đây nè. Rồi cô đặt bên kia rồi chở về cô đi. Là khoảng bao nhiêu? Bao nhiêu rồi? Chị cho em xin số thoại đi, chút nữa em báo lại số lượng nha. Cho nó dễ. Ở đây thì cứ mỗi ngã tư sẽ có những cái bồn nước như vậy. Ưu tiên cho phụ nữ, mà có thai, chị em và người già. Đây bà lão này là trong cái chuyến xe nước đi hôm nay. Đây là bà lão mà ngày hôm nay tụi mình hỗ trợ nước cho bà, ưu tiên cho những cái người già và những người khó khăn. Còn đây là căn nhà mà bà mượn tạm để chứa bồn thôi, chứ không phải là nhà của bà đâu nha mọi người. Cảm ơn hai con em. Tội nghiệp mấy người này ở đâu vậy mà đi hứng nước không được. Tụi cháu đây nhà nó hứng cho đây nè. Bữa hai bình đây nè. Đó. Bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 79 tuổi. Thường thường thì nếu mà cái tuổi này thì làm sao mà khuân vác nước được? Vậy khổ lắm, rồi tuổi này nó mới thấy nè. Vậy hả? Rồi đó, tụi nghiệp hôm đó có mấy người kia rồi. Đây nè, đó giờ có hai thùng, có hai bình mượn thằng kia bên kia rồi đó. Hôm qua đi xuống đây xin
mấy cái canh nó chở rần rần mà nó không cho. Thế nhà có mấy canh rồi đó ra ăn bụng. Rồi con cháu trong nhà mình có ai đi lấy nước không bà? Không có ai đi lấy đâu. Dạ. Do là đi làm hết hay sao? Đi làm. Nhỏ 80, 60 tuổi thì nó làm công ty. Làm dạ. Ngày nào hay nãy à. Còn cháu này thì nó lâu lâu nó về vậy hả? Rồi không có nước rồi sao? Không có nước thì có nhiều hay nhiều cái thằng bên kia, thằng cháu bên kia nó cho. Hàng xóm nào có đem nước qua cho có, mình không? Có. Rồi nhỏ bên đây xin cho lóc nước uống. Rồi nhỏ bên đây cũng đem qua nữa. Dạ. Vậy là bà con cũng chia sẻ cho mình ha. Ừ, chia sẻ tội nghiệp. Mà có nhiều hay nhiêu à? Dạ. Vài thùng nè. Nó ấy lại đi chứ, dạ. Nó điều lại chứ không biết á. Hồi nãy gặp chị nè, chị ừ, chia đó. Sẻ là có bà cụ ở đây ừ. Không có lấy nước được. Đó. Cho nên là gặp được chúng mình. Ừ. Thì tụi con cơ gì thôi, cảm ơn quá. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật. Sao bà xúc động? Dạ khổ lắm con ơi. Thương thì nó lo vậy. Còn nó cũng thương, nó cũng bỏ liệu. Hai mẹ con. Tôi với còn nhỏ gái 60 tuổi á. Dạ. Mà thôi bà đừng xúc động quá nha. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật. Bà khóc nhưng mà mình cảm thấy vui đúng không bà? Vui vì hôm nay nhận được nước cũng như là sự quan tâm của mọi người. Các con ở đâu xứ sở mà về xuống tới đây tụi nghiệp hàng tụi con. Trên thành phố xuống. Dạ. Mấy bữa nay tụi con cũng chạy vòng vòng sớm đây nè. Mà đâu có ai lên đây đâu. Dạ thì có nay, nhỏ này. Nay mới gặp được chị nè. Chị chia sẻ hoàn cảnh của bà thì tụi con chạy vô luôn. Ừ, với nhỏ như nhỏ gái tôi nó 60 tuổi mà nó bận ngày nào hay ngày nấy. Chứ không phải bận được công ty mà suốt đời đó. Dạ. Bởi con thấy bà con ở đây vừa phải lo cái ăn nè. Đó. Lo cái mặt. Đúng rồi con. Rồi bây giờ lại phải đối diện với cái hạn hán của thiếu nước nữa. Dạ. Nhưng mà những cái giai đoạn này thì mình mới thấy được cái tình cảm của bà rồi, con, hàng bà xóm con, rồi, mọi vì, người. Đúng người mấy người ở xa xui mà đến đây tội nghiệp thiệt chứ thương lắm. Mà không biết làm sao. Thấy rơi nước mắt. Dạ. Thấy các con mà đi đến đây rơi nước mắt. Khi mình xài một cái ca nước, một biết cái rồi. Thùng nước của bà con gửi tặng á, thì con nghĩ là chắc bà cũng rơi nước mắt có. Mừng mình rơi nước mắt. Cũng thương các con giải trời mưa nè. Nam mô Di Đà Phật, giải trời mưa xuống chỗ mau sớm. Chắc các con gọi đi khỏi cực. Dạ. Ừ. Chắc cũng khoảng 10 ngày nữa, tháng gì nữa thì không biết mưa không? Cũng mưa. Con nghĩ vậy. À. Giá mưa sớm cho rồi. Cho bà con đỡ khổ ha bà ha. Cho bà con đỡ khổ. 4 năm về trước thì bà còn nhớ những cái ngày đó không? Không nhớ. Giờ không nhớ. Nó cũng con nhớ là cũng khó khăn như bây giờ nè. Ừ cũng khó khăn lắm. Mà năm nay sao cho nhiều nè. Dạ. Năm nay cho nhiều. Do là con thấy là bà con quan tâm mọi người nhiều hơn. À thiệt. Thấy không biết các chỗ sao không biết chứ. Thấy đoàn kết, thấy thương yêu, thấy lên coi YouTube rồi nhà nước thương, lo cho dân dân. Cũng dạ. Như là đoàn kết, cũng như là đạo đức, thương người. Cũng như là YouTube đằng mấy ông quan tâm lắm, thương từ người đoàn kết vậy mình mới sống dai con ơi. Chứ dạ. Rã rời bỏ người này người kia như các nước khác đó, thấy không? Bỏ đồ này đồ kia. Đó là khổ lắm. Và con thấy những câu chuyện này lan tỏa. Lan tỏa đúng rồi. Chia sẻ đến nhiều người nó rộng rãi hơn. Đó, cứ tụi con nó xuống trển mà xuống tới đây thiệt là đứt ruột. Dạ. Mấy bữa nay tụi con cũng vòng vòng ở sớm nè. Dòng sớm mà cái này có 2 canh, 3 canh kia bể rồi mày xin hồi qua nó chạy lần xin bị 2 canh nữa mà nó không cho đây nè. Dạ, nay mới biết bà. À, rồi con nhỏ này nó mới thấy vậy thì thỉ nó đi mận vậy thì Phượng ơi mày kêu cho tao bị khối 2 khối đó đây nè hình có 2 bình nước này. Rồi nay bữa nay chúng mình chở trước cho bà 1 khối nha. À, thôi cảm ơn nhiều mấy xài. Con. Dạ. Rồi ít bữa nữa tụi con quay lại, nếu mà hết thì con gửi tặng bà tiếp. Cười gì tội nghiệp tụi con quá tụi con ơi. Dạ. Cười gì.
Rồi, Phật giữ gìn sức khỏe nha. Rồi Phật ơn trên cũng xui khiến các con mạnh tay khỏe chân nhiều sức khỏe. Con cháu trên đời này ai cũng mạnh khỏe hết, làm ăn giấy cho khá giả lên đơn mình thương yêu nhau. Dạ rồi, cảm ơn bà nha. Tụi con mạnh tay khỏe chân mà mấy năm trước mà hai thằng đó đứa gái thằng trai mà giờ trong hoài mà không thấy tụi nó, không biết năm đó nó khỏe mạnh không mà giờ nó mất cái đó không biết, không thấy. Những năm Covid đó đúng không bà? Năm Covid á. Dạ. Nhớ hai đứa đó quá. Thằng trai đứa gái. Bởi bà. Kính thưa các bạn, là trên tay của mình đây là một cái bịch mà đối với bà con đây vô cùng quý này. Đây là tôm hả? Tôm. Tôm thì sau khi mà thấy chú Minh cô đơn á đến trái nước rất là nhiều lần thì bà con có gom góp nhau được một ít tôm. Này là tôm gì ta mà con thấy size lớn vậy ạ? Cái này tôm sú, mà tôm sú nhỏ. Và đây là trên bịch đây là tôm sú và cô Phượng thì ý định là tính là cho lại chú Minh. Nhưng mà có lẽ là con không biết ý định chú Minh như nào thì có gì cô Phượng nói chuyện. Em gửi cho em gửi cho chú Minh để cho chú Minh tình nghĩa với em để cho con khổ quá. Dạ. Dạ. Cảm ơn con. Em cũng rất tạ công đức của anh Minh nha anh Minh. Từ hôm nay cũng nhờ anh mà mấy cái người khó khăn cũng anh sẽ hỗ trợ từng cái xe nước cho bà con ở đây. Thì em rất chân thành thay mặt bà con để cảm ơn tấm lòng vàng của anh. Dạ. Dạ. Cái điều mà nãy giờ con chứng kiến á, từ sáng đến giờ chú Minh đi ghé vào quán cơm ăn sáng thì người ta không lấy tiền. Dạ. Vào quán nước người ta cũng không lấy tiền. À. Rồi có người kêu chú Minh là chạy qua nhà tắm đi. Tại dù ở đây biết rằng là nước ngọt rất là quý. Thì như cô ở đây á, hôm giờ cô chứng kiến được là cái tình cảm của chú Minh và bà con ở đây dành cho chú Minh cô đơn như thế nào? Ở đây á, là anh Minh rất là một cái tình thương sâu sắc. Anh thương rất là yêu nước Việt Nam, yêu những cái bà con ở đây là khô cằn, những nguồn nước không có nhiễm mặn. Bà con rất hỗ trợ từ thành phố Hồ Chí Minh. Anh Minh sẽ chạy từ một cái chiếc xe về đây để hỗ trợ cho bà con. Ở đây rất là gắn bó một cái tình thương với anh Minh. Đây là những cái giọt nước mà do bà con ở đây chuẩn bị những cái can, rồi bình, đủ mọi thứ để chờ cho chú Minh đến đây san sẻ. Và các bác chị thấy là ưu tiên cho những cái người không có điều kiện đi ra các điểm tập trung. Bà con già không hứng nước được thì cũng nhờ anh Minh hỗ trợ từng nguồn nước nghĩa tình, những nguồn nước yêu thương là cũng có anh Minh. Thì ráng bà con hãy vượt lên để đem một cái tấm lòng để thương anh Minh rất nhiều. Vì ảnh là cô đơn, ảnh không có vợ. Chú Minh ở đây không có vợ thì mấy cô có giới thiệu cô nào cho chú Minh không? Thôi đi, nếu anh Minh ở vậy anh Minh làm từ thiện là tốt rồi. Có vợ kia mất công vướng bận khổ dữ lắm anh Minh ơi. Dạ khổ lắm. Nhiều về á, nhiều người biết lo thì đỡ không biết lo thổ cho anh Minh nữa. Nếu mà anh Minh có duyên thì tự tới. Ủa sao không chải anh Minh? Chải chứ. Đâu. Rọt qua đấy, thổ qua đấy. Đừng để nằm móng. Tại vì nước nó cạn rồi. Cạn bình rồi cho nên là nó cao quá không con. Dạ. Trời ơi, tội nghiệp mà phong bụi biết không? Anh Minh hả? Đi hỏi cô đi từ thành phố mà chạy chiếc xe về để hỗ trợ cho bà con đó. Đâu phải mà ngủ được im chân im niệm ấm đâu. Anh Minh ngủ đầu này, anh Minh ngủ đầu kia thấy tội dữ lắm. Cho nên tội nghiệp anh Minh dữ lắm. Thấy tội lắm. Nhiều khi bà con kêu vô tắm là anh Minh còn sợ hao nước nữa. Anh Minh không tắm. Cô tắm được, cô tắm kỳ lắm. Dạ. Anh Minh á kêu tắm á, anh Minh sợ hao nước bà con. Anh Minh không có tắm. Cho nên á tội nghiệp anh Minh dữ lắm. Nãy giờ thì rất là nhiều cô xung quanh đây là kêu chú Minh là vào tắm rửa hay mà mọi thứ đi đừng có sợ là không có nước, nhưng mà chú Minh từ chối hết à? Từ chối hết trơn à, anh Minh không tắm. Này cụ rất là mừng khi mà được chú Minh cho nước nè. Bây giờ thì di chuyển ra khu vực tập trung để bơm nước. Bây giờ thì chú Minh sẽ tiếp tục. Bây giờ thì chú Minh tiếp tục lấy những cái bồn nước từ một cái nhóm hỗ trợ nước bà con ở trên tâm bản này nè. Các bạn chị thấy có rất là nhiều xe bồn ở đây tập trung để hỗ trợ nước cho bà con. Và đây là chú Minh cô đơn, một trong những nhân vật mà mấy ngày qua khá nổi tiếng ở khu vực vùng hạn mặn này. Đây là đường vào cái điểm phát nước này của bán chị. Vô đủ xe ba gác vô à? Vừa đủ bánh xe chạy xe khác luôn. Thank you.
Ở phía trước mọi người, đây là chiếc xe ba bánh của chú Minh Cô Đơn và đang cố gắng vận chuyển nước vào những cái hộ khó khăn, những cái hộ mà nằm sâu vào bên trong thuộc xã Gia Thuận, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Và mọi người cũng thấy số điện thoại của chú Minh được in ở trên đầu xe, và những ngày qua điện thoại liên tục gọi đổ chuông vì mọi người đang cần nước và liên hệ chú Minh nhờ hỗ trợ nước. Hôm nay thì chú lại tiếp tục mang những cái giọt nước ngọt đến cho bà con thuộc tỉnh Tiền Giang, và đây là một trong những cái hộ mà rất khó tiếp cận cái nguồn nước ở phía đầu hẻm. Đây là một anh khiếm thị đang mang cái máy bơm ra nhờ chú Minh bơm. Ôi, xe bọng không anh? Anh đang lấy cái máy bơm này bơm nước ha. Hồi giờ thì trong khu này thì tiếp cận nước được nhiều không hai anh chị? Có xe của hôm nay nó ngay nước ngoài kia, còn nước vô đây thì không ai vô á. Có cái chú gì, Minh gì chú này là vô nè. Sao còn lại ông đâu kêu tôi vô chưa? Rồi. Bình thường mà nếu như không có xe của chú Minh mang nước vào á, thì ở đây thì chị với những người trong xóm này tiếp cận nước bằng cách nào? Đi ra đình lấy, ra đình chở. Đây phải chắc cũng 2 cây, 2 cây số. Ở này không? Đây. Bữa nay là chuẩn bị sẵn máy bơm đúng không? Rồi sẵn bữa trước là mấy cái can nước. Rồi, đúng rồi. Ba chở vô. Nó này có số điện thoại rồi hết nước cái điện chú Minh. Chứ giờ ai đâu chở? Hết tiền điện đâu. Nói rồi chưa? Có nói rồi. Đây bà con dùng một cái máy bơm để sục nước, hút nước vào. Rồi, được rồi. Đang lấy nước vô nha mọi người. Điện đi bà hai. Hả? Điện bà đâu? Rồi. Chiếc xe tiếp theo ngày hôm nay là chú Minh chia sẻ cho một hộ gia đình của chú này bị khiếm thị đúng không chú? Đúng rồi, khiếm thị. Dạ. Hẻm vừa đủ chiếc xe ba gác vừa vô. Dạ. Sát lên. Trước giờ chú có chạy những cái con đường nó chật hẹp mà khó đi chở nhà trọ là có nhà trọ nhớ nhẹ nhà trọ chừng 300 kg thôi, không có nặng. Dạ. Cái này chở có một đúng một tấn luôn. Rất là nặng. Dạ. Những cái hộ dân ở đây thì lần trước là chú và tụi con có ghé tặng rồi, nhưng mà hôm nay tại sao chú lại nhất quyết là phải quay lại lần nữa? Tại cô kêu tôi cầu cứu tôi, kêu điện thoại tại khó khăn tại điện thoại tôi giúp cho người ta. Dạ. Chở nước là đi vào quãng mấy cây số. Dạ. Lấy từ cạnh nước vô đi mấy cây chứ phải một đi một cây đâu, đi hai cây thì phải chở từ một canh nước vô. Bà con ở đây không có điều kiện để ra đình lấy nước. Đúng rồi, đàn bà gái không à, đàn bà già. Đặc biệt có ở đây có một hộ gia đình có chú khiếm thị nữa. Khiếm thị. Dạ. Và khi mà chú nhận được những cái cuộc điện thoại cần sự hỗ trợ vậy á, là phải bắt tôi phải chạy vô liền. Dạ, là chú xin địa chỉ là chú chạy vô liền. Chạy vô liền. Dạ. Mấy bữa nay thì chú túc trực ở đây rồi ăn uống rồi ngủ nghỉ sao chú Minh? Ăn quan trọng, ngủ cũng quan trọng đó. Mình giúp cho người ta đi đừng có nghĩ đến nó. Ngủ ngày mấy tiếng cũng được, ăn uống ăn chỗ nào cũng được, buổi sáng ăn cơm, buổi chiều ăn mì gói cũng được. Dạ. Mình giúp cho người ta tới giờ phải đám mưa đi. Nói vui một chút, giống như là ăn bờ ngủ bụi là... Dân đây cũng đâu có nghèo đâu, người ta nghèo nhiều nước chứ, cứ tinh tế người ta mới nghèo. Dạ. Tinh tế người ta là trung bình và khá, là nghèo nghèo nhiều nước thôi. Chứ mình cái chuyện mình ăn uống không quan trọng đâu. Con thấy có một điều người dân ở đây nghèo nước nhưng mà họ rất giàu tình cảm nha chúng mình. Đúng rồi, là tinh tế là cũng khá thường. Dạ. Tại vì nghề biển mà, tinh tế là cũng khá, chẳng qua là vì nước thôi, thiếu nước thôi, tại nghèo thôi. Chứ nói chung là tinh tế hoặc là tình cảm tạm thế. Dạ. Dư giả không thế. Giờ có tiền mua nước cũng không được, nhà nước cấm á, nhà nước cấm mua nước. Mấy bữa nay chú đồng hành với bà con ở đây xuyên suốt gần 10 ngày qua, thì chú cảm thấy tình cảm của bà con ở đây như thế nào? Rất là tốt. Rất là tốt. Dạ. Đây là chứng kiến tôi là đi trực tiếp những cái một cái lô nhà trong mép còn hạn hóc bích đường mà tay quý. Chứ ngoài đường lộ là thứ cha gì nữa. Nó vô cái hẻm này hẻm bích luôn.
Mày hẻ nghe con kênh vừa đủ xe ba gác, vừa đủ tấm đàn xe ba gác. Một chặt một cái là xuống họ xuống sông luôn. Chút xíu là xuống sông luôn. Dạ. Mấy ngày nay thì bà con biết tới chú nhiều lắm. Khi mà chú mình chạy dọc những con đường nè, là thấy chiếc xe ba gác là biết chúng mình liền à. Chú ít nào vô ăn uống một phê, ăn uống cho trả tiền, không muốn trả tiền cũng làm miếng ăn, không phải làm miếng ăn. Kiểu mình ngại á. Dạ. Con thấy có điều đặc biệt đó là bà con khi mà chú đến những quán cơm nè, những quán nước nè, là bà con không có lấy tiền. Nhưng mà chú Minh có một điều đó là chú nhất quyết phải trả tiền bằng được. Đúng rồi, trả tiền. Chứ không trả tiền không vào uống. Dạ. Nước thứ hai được đi quán. Cái điều đó con thấy rất là quý với chú nha. Tại vì mình đã lên đây là ăn uống không lấy tiền, tôi cũng ngại lắm chứ. Khi mà chở những chiếc xe đến những cái hộ dân á, thì có cái hoàn cảnh nào mà đặc biệt làm cho chú Minh cảm thấy ấn tượng và ghi nhớ nhiều không? Chỗ nào cũng vậy, chỗ nào cũng có ấn tượng hết. Tại mình đã chở vô tới chỗ đó ai cũng đều quý mình, quý dạ. Nước á. Và ai cũng khó khăn đúng không chú? Đúng rồi, chỗ rất khó khăn. Chỗ nào cũng vậy. Dạ. Dạ. Bây dạ, giờ thì chú sẽ chở tiếp tục những dạ. Chiếc xe đến cho bà con ha. Dạ. Những ngày qua thì rất là nhiều cô chú anh chị gọi điện thoại cho chú Minh và mọi người gọi với mục đích thứ nhất đó là nhờ chú Minh là mang nước ngọt đến cái vùng bị hạn mặn. Rồi cũng có rất là nhiều cô chú anh chị liên hệ chú Minh với ý định đó là hỗ trợ một cái phần tiền nước và tiền xăng xe cho chú Minh. Thì những cuộc gọi đó thì chú Minh trả lời bà con như thế nào? Mỗi lúc tôi cũng không biết trả lời sao, muốn về hỏi qua phong bụi. Tại vì tôi cũng biết dụ, không biết tài khoản là một. Hai là tôi một không biết tài khoản, hai không biết chữ. Dạ. Thì bản thân mình những ngày qua thì cũng khá là bận rộn vì phải di chuyển rất là nhiều nơi. Và thậm chí mọi người hình dung là phơi nắng như vậy đó, chiều về rất là mệt, không đủ năng lượng để tiếp nhận điện thoại. Thấy quen hết trơn. Mọi người thấy da mình đã bị hai cái bàn tay này bị hôm trước bị phỏng, gọi là phỏng do bị cháy da, rồi nó tạo những cái vết thương như vậy. Rồi cổ mình vừa mới lợp một cái lớp da nữa. Những ngày qua thì mình có đọc một cái danh sách ở đầu clip rồi. Thì đây là cái phần quà mà mấy cô chú anh chị gửi cho chú Minh. Tổng cộng ở trên tay mình là 9.600.000 đồng. Phụ cho chú Minh nước nè, phụ cho chú Minh tiền xăng xe nè. Con gửi cho chú Minh nha. Rồi, tôi cảm ơn Mạnh Hồng Quân, cảm ơn nhà hảo tâm giao cho tôi 9.6 triệu. 9.6 triệu. Dạ, 9.6 triệu. Dạ. Cảm ơn Mạnh Hồng Quân, nhà hảo tâm. Và còn có rất nhiều cô chú anh chị khác cũng gửi cho chú Minh và mua nước nữa. Thì trong ngày mai thì mình sẽ cập nhật thêm. Dạ. Và đặc biệt là ngày mai mình với chú Minh sẽ mua mấy trăm lốc nước để phát cho bà con. Thì hẹn mọi người vào ngày mai là gồm có mấy bồn xe thể tích lớn nè, nước sinh hoạt khoảng dự tính là khoảng 3 chiếc, thì mỗi chiếc khoảng 30 khối thì gần 100 khối rồi đó. Rồi thêm mấy trăm lốc nước suối để cho mọi người uống nữa. Đây là những cái lốc nước suối như vậy nè. Có thể là hai loại, một loại để cho mọi người cái chai này. Đúng rồi. Một loại là chai này. Thì mình mua cùng lúc hai loại như vậy luôn để phân phát cho mọi người. Thì chúng mình tính là cho bà con như thế nào? Một tùy theo nhiều ít thôi, nhiều dùng. Cứ vô mỗi hộ 2 lốc đi. Lốc nhỏ lốc lớn. Như ngày hôm nay thì khi mà phát nước cho bà con thì bà con đã có kỹ năng rồi, trang bị máy bơm, trang bị những cái bồn lớn để tự san sẻ nhau cho nó nhanh. Còn mà những cái chỗ mà họ chưa có kinh nghiệm thì họ sẽ để sắp những cái can nhỏ nhỏ vậy. Đúng rồi, có vô cùng tốn thời gian. Hai ông kéo. Dạ. Thôi bây giờ thì sang nước cho xong rồi tiếp tục cái hành trình mới. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.